Vâng, chúng ta đang đến với chiếc Canon Laser 2009. Đây là sách hướng dẫn dùng cho Canon 2009. Đây là đĩa dùng cho driver dùng cho Canon 2009. Cáp nguồn dùng cho Canon 2009. Đây là kết nối máy tính, cổng USB và kết nối với này máy in. Đây là hộp mực. Đây là máy in. Đây là chiếc máy in Canon 2009 chúng ta đang thấy trên màn hình. Win mới.